Đạt Villa, tên thật là Đặng Thành Đạt, được biết đến là một TikToker có tiếng với kênh TikTok hơn 9 triệu lượt theo dõi. Dù hoạt động khá năng nổ nhưng Đạt Villa chưa sở hữu quá nhiều thành tích. Vì thế, khi anh chàng tự đặt danh xưng nghệ sĩ trên phần mô tả kênh TikTok, hàng loạt cư dân mạng đã vô cùng thắc mắc. Thậm chí, một số người còn tỏ ra bất bình trước hành động của Đạt Villa. Đặc biệt là khi Đạt Villa chỉ gắn liền với những vai diễn trong một vài MV, video tự sản xuất, chưa có thành tích hoạt động nghệ thuật nào quá nổi bật. Ngoài ra, anh chàng còn từng dính vào hàng loạt ồn ào tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của anh trên mạng xã hội. Trước đó, Đạt Villa từng khiến dân tình xôn xao vì phát ngôn rằng kênh TikTok của mình có giá 100 tỷ đồng. Ngay sau đó, khi nhận về nhiều phản ứng trái chiều, anh chàng mới vội phủ nhận và cho biết bản thân chưa từng nghĩ đến chuyện bán kênh. Hay rầm rộ hơn là chuyện xích mích với Lộc Phu Hô khiến tên tuổi của Đạt Villa càng ngày càng phải hứng chịu gạch đá. Dưới một bài viết thảo luận về câu chuyện này, không ít netizen đã để lại bình luận tỏ vẻ bất bình việc Đạt Villa nhận vơ danh xưng nghệ sĩ. Dù vậy, nam TikToker vẫn chưa có động thái đổi dòng mô tả, mặc cho bị nhiều người liên tục réo tên. Thời gian qua, Đạt Villa còn bắt đầu lấn sân sang các lĩnh vực như ca hát, kinh doanh thời trang, lập team esports để tranh tài tại các giải đấu. TikTok đang tạo ra một thế hệ hiện tượng mạng mới. Lợi thế từ lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội khiến nhiều hot TikToker lấn sân showbiz và trên thực tế, không ít hoạt động của làng giải trí đang trải thảm đỏ cho thế lực này. Nhiều người lo ngại làn sóng TikToker đổ xô làm ca sĩ, đóng phim, dù không có năng khiếu nghệ thuật đang phá vỡ quy chuẩn của nền giải trí trong nước. Việc các hot TikToker không có năng khiếu nghệ thuật hay kiến thức chuyên môn xuất hiện dày đặc trong các dự án phim ảnh, game show hay sàn diễn thời trang lớn nhỏ với vị trí ưu tiên khiến không ít nghệ sĩ chạnh lòng. Chia sẻ với truyền thông về việc này, diễn viên Trung Dũng nói, tôi thấy hiện tại nhiều bạn trẻ không học qua trường lớp mà vẫn được nhận vai chính. Tôi cũng đã được đóng với rất nhiều bạn trẻ mới, thậm chí còn chẳng biết họ xuất thân ở đâu. Thật sự nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, với tôi, đã muốn trở thành diễn viên thì cần phải có năng khiếu và đam mê. Nếu chỉ dựa trên ngoại hình hay độ nổi tiếng trên mạng thì chắc chắn sẽ sớm bị đào thải qua một vài bộ phim. Diễn viên Hoàng Mèo từng trải lòng về việc này, tôi cảm thấy đau lắm chứ. Tại sao nghề nghiệp của mình bị đối xử như vậy? Nam nghệ sĩ cho hay, anh không hài lòng với việc những nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok có hành động làm lố trên thảm đỏ, ảnh hưởng xấu đến giá trị của dự án đang được quảng bá. Theo Hoàng Mèo, bất kỳ ai muốn làm diễn viên cũng phải có độ cứng trong chuyên môn, diễn xuất phải có nội lực thì mới có thể đi đường dài trong nghệ thuật. Theo MC Liêu Hà Trinh, việc nhà sản xuất chọn TikToker theo số lượng người theo dõi thay vì năng lực sẽ gây tổn thương cho các nghệ sĩ có thâm niên trong nghề. Sự lựa chọn chưa đúng đắn là điều gây ra nhiều tranh cãi, chứ không phải danh xưng TikToker làm mọi người ngao ngán, Liêu Hà Trinh bày tỏ quan điểm. Tuy nhiên, trong giới showbiz cũng có những ý kiến nhìn nhận tích cực về xu hướng đổ bộ của các TikToker. Siêu mẫu Minh Tú cho rằng việc họ xuất hiện trên sàn diễn hay sự kiện, game show là điều bình thường. Về chuyện các TikToker tham gia các show thời trang, cô nói, thời đại này vốn dĩ đã không còn nặng nề với những quy chuẩn khắt khe. Sự sáng tạo là bất tận và giá trị của con người cần được tôn trọng. Nếu các bạn ấy không mang lại bất kỳ một giá trị nào thì các nhà thiết kế, ban tổ chức sẽ không chọn họ nữa và bạn sẽ tự bị đào thải khỏi ngành thời trang đầy khắc nghiệt này.